Hai chậu đang rất đẹp luôn, nhưng mà phải băm thôi mọi người, bắt buộc phải băm thôi, đơn giản tại vì năm nay không có hoa mọi người. Năm nay nhà mình là không có tác phẩm đẹp rồi mọi người ạ, rất là buồn luôn. Hai chậu thanh này mình đang rất là hy vọng, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì là không còn hy vọng nữa rồi. Tại sao mình nói thế? Tại vì hai chậu to như này thì một chậu được 4 hay là 5 bông của một chậu thì không thấy bông nào luôn. Và đây, thanh trường nhà mình, cái chậu to mà mình quay ấy, gần 20 thân thì cũng chỉ có 4 hoa thôi, mình không hiểu luôn. Thế bị tài chứ. Mẹ hỏi bố ấy, con không nhớ đâu. Đây. Cái này là gì nhỉ? Đây, nó là đại mạc truyền thống, thì cái này thì có hoa rồi này. Đấy. Cái này có hoa này. Cái này có hoa đây. Ba thân rất là xinh. Anh em nào mà thích thì đây. Vừa luôn vừa có giống và vừa chơi hoa nhỏ nhỏ. Xinh xinh. Đây là mấy cái củ già thanh trường mình ươm. Đây. À đây. Từ đó mình giới thiệu, đây là cái chậu mà đây, các bạn thấy bộ lá nó phê không? Cái chậu này là chậu mạc. Mình năm nay là năm thứ 3 rồi. Đấy, bộ hoa, thực ra cái này hoa nó cũng không gì ấn tượng. Cái này năm nay cũng có hoa. Đây, nụ cần đây. Nhưng mà được cái bộ lá này mình giữ lại. Cái này nguồn gốc Cao Bằng. To lắm, to như Trần Mộng luôn các bạn. Còn đây là, đây, nghĩ nó buồn kinh khủng lắm mọi người. Đây đây, mình sẽ lâu xem nào. Đây đây, các bạn thấy con hàng này của mình phê không? 6 sen các bạn ạ. Tơ tít à, đôi 4, đôi 6, được có 6 lá. Đang lên cái kia không phải mèo, khả năng là bao mèo thôi. Hương đây. Con này đang mèo này, con hàng này đang mèo. Con này thì hoa rồi. Đây. Cái chậu thanh thật mình rõ ràng là rất là hy vọng, mà cuối cùng lại thành ra không thiểu nổi. Trời ơi. Tới thời điểm hiện tại thì chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa là Tết rồi. Chậu này không có hoa gì. Mình nói luôn là không có hoa luôn nhá. Cây thì thực ra là nó không bự đâu, nó còi còi thôi, nhưng mà khả năng đây các bạn nhìn thấy bộ lá thì nó đẹp rồi. Không có gì để chê với bộ lá của con thanh này rồi. Đấy. Tiếp đến là cái chậu này thì cũng kiểu như thế luôn. Chậu này đây thì hoa các bạn ơi, thấy này. Đây. Đây, à đây. Đấy. Chậu này hôm trước mình đếm rồi thì chỉ được có 4 bông thì phải. Nói chung là chối lắm các bạn ạ. Nó di dít rồi, chậu này nó 53 rưỡi rồi. Chậu này rất là to luôn. Mỗi chậu thì khoảng tầm 3-40 thân gì đó mọi người. Khoảng đấy. Khoảng 3-40 thân. Đây. Đẹp. Đây. Rất tiếc chậu này không có tí hoa nào luôn. Quá ghê gớm. Còn chưa bới hôm nào ở cái chỗ này luôn. Nào đó luôn. Không có luôn. Có này. Không phải, không phải, cái đấy là cái của nó đâu. Không có cái kinh. 3-40 thân này, không có cái nào. Điêu. Chỗ này thế, và chỗ này con thấy nữa. Đây bên này thì có 1-2 ngọc rồi. Anh biết đẻ chơi được không?
cay nhỉ. Mà thật. Cái đấy là mèo. Nở cây bên này. Ôi cái đấy thì bây giờ nó ấm rồi thì kệ thôi chứ. Đấy. Lá rất đẹp. Wow. Kiếp cái thân thanh trường này to nhỉ. Tôi 4 5 lá này. Xưa cây đi thì cây thanh trường đấy cả nhỉ. Cái cây lá cũng sợ. Nhưng hôm đấy cái chậu này cũng chỉ được 4 hoa rồi. Tưởng là nó có những cái hoa nằm dưới gầm. Mấy cái chậu xấu xấu của thằng Tiến người kia thì lại nhiều hoa. Khả năng cứ phải xấu xấu vàng vàng mới ra được nhiều hoa. Đây. Hôm nào chuẩn bị tách cái này. Tách chỗ này. Hương. Rụt rịt luôn. Đây. Cây này có hoa rồi. Đây đây mọi người. Đấy. Vâng. Chỗ này có hoa mà. Chỗ này vừa sinh luôn. Một bông. Nở 2 năm rồi không? Chỗ này là lô đầu tiên mất ngồi được. Đây sổ đây. Củ hoa năm ngoái này. Lá này các bạn thấy đây. Hôm nay phải tách chậu này. Và chậu này. Có buồn rồi mọi người.